này cách đây khoảng 1 vài năm cực kỳ sốt trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là những cái báo đài Zing này, VN Express này, báo Đồng Nai, đài truyền hình Đồng Nai đã xuống đây phỏng vấn về một cái tình huống cực kỳ đặc biệt, đó chính là một ông lão bán bánh mì đã vô tình tặng 4 triệu đô la cho một người không quen biết nha các bạn nha. À, vẫn có báo chí xuống hả? Mấy cái tờ báo hoặc là đài truyền hình Đồng Nai này nọ xuống có quay đúng không? Rồi. Anh là người chứng kiến, ông kia ông trao 4 triệu đô la cho ông khác đúng không? Bỏ 4 triệu đô la trong túi rồi trao lại cho người khác phải không? Rồi các tờ báo cũng xuống đây phỏng vấn nha các bạn nha, chứ không phải là riêng mình bịa ra cái câu chuyện. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV. Hôm nay thì mình đang có mặt trên con đường Nguyễn Ai Quốc ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai các bạn ạ. Thì lúc nãy giờ mình có một lời giới thiệu khác rồi, nhưng mà mình quay cái khu vực này xong thì mình ra mình phải làm lại lời giới thiệu hôm nay. Lúc nãy là mình trước khi mình vào khu vực này mình quay thì mình đã có một lời giới thiệu khác, nhưng mà thực sự là mình quay vô đây mình rất là bất ngờ các bạn. Đó, cực kỳ bất ngờ luôn, thì mình phải làm lại lời giới thiệu từ đầu để giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái ngôi chợ ở đây. Đây là chợ Tân Phong nha các bạn nhé, nằm ở khu phố 2, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trên con đường Nguyễn Ái Quốc luôn. Thì đường Nguyễn Ái Quốc là một trong những cái con đường rất là lớn ở thành phố Biên Hòa này, vừa lớn mà vừa đẹp nha các bạn, như là đẹp nhất thành phố Biên Hòa luôn đó. Đó. Thì hôm nay mình vô đây mình quay thì mình được một cái tin cực kỳ hot và cực kỳ sốt luôn các bạn. Thì mặc dù cái sự việc này nó diễn ra cách đây khoảng 5-7 năm gì rồi, nhưng mà thực sự đây là một trong những điều mình vô cùng bất ngờ. Thì mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay nhé. Các bạn cứ nghĩ con số tiền 4 triệu đô la thì người dân Việt Nam tới bao giờ mới làm ra đúng không ạ? Rồi bây giờ mình qua đường này giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những cái nội dung của ngày hôm nay tại khu vực chợ Tân Phong này. Đây là một trong những cái ngôi chợ truyền thống bình thường khá lớn, một trong 5 ngôi chợ mà thuộc dạng là lớn tại thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên thì mặc dù là ngôi chợ truyền thống bình thường, thông thường thôi, nhưng mà cái vị trí này cách đây khoảng 1 vài năm thì cực kỳ sốt trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là những cái báo đài Zing này, VN Express này, báo Đồng Nai, đài truyền hình Đồng Nai đã xuống đây phỏng vấn về một cái tình huống cực kỳ đặc biệt, đó chính là một ông lão bán bánh mì đã vô tình tặng 4 triệu đô la cho một người không quen biết nha các bạn nha. Rồi thì trước khi chúng ta tới cái nội dung chi tiết đấy thì mình mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một vòng chợ Tân Phong nhá. Mình sẽ đi một vòng thôi để coi hôm nay chợ Tân Phong có gì đặc sắc không ha. Đây là những hình ảnh về chợ Tân Phong, một ngôi chợ khá dài. Chợ Tân Phong này thì có từ rất là lâu đời rồi mọi người ạ. Có từ thời trước khi giải phóng, thì hồi xưa khu vực này là người Hoa tàu, gọi là tàu, ở đây gọi là tàu nung, sinh sống ở đây cực kỳ nhiều các bạn. Chạy dọc theo cái tuyến đường này vào trong kia thì ở trong đó có một cái khu phố người Hoa. Hồi xưa có những cái ngôi nhà cổ kính làm bằng cây, bằng gỗ, có gác nhưng mà gác gỗ các bạn. Nhưng mà sau này thì với cái điều kiện kinh tế phát triển thì bà con bây giờ xây nhà lầu hết rồi, xây nhà bằng bê tông hết rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn những cái nét phong tục tập quán của cộng đồng người Hoa, là Hoa Nùng, tàu Nùng ở đây. Đặc biệt là với những cái ngày giống như ngày giỗ, ngày lễ ma chay cưới xin thì rất là nhiều những phong tục đặc biệt, mà thực sự là nếu mà bạn không sống chung với cộng đồng người Hoa thì ít khi nào bạn thấy lắm. Đó, cúng này, rồi có cả Tam Tạng Tề Thiên Đại Thánh, rồi rất là nhiều các hình ảnh rất là đặc sắc ở đây. Mà tới giờ cũng ở trong này có một cái ngôi chùa các bạn, gọi là chùa người Hoa trong này này đấy. Mà tới cái ngày thời điểm mà cúng chùa thì dọc của tuyến phố rất là dài, các du khách ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những cộng đồng người Hoa chợ lớn miền Tây lên đây rất là nhiều nha mọi người. Đây là những hình ảnh về chợ Tân Phong. Bên đây, cái khu vực bên đây thì con đường hư nhiều quá, nát rồi mọi người ạ. Lúc nãy mình đã quay một cái video về chợ Tân Phong rồi,
Nhưng thật sự vô đây có cái nhiều cái chi tiết rất là hay, nên mình phải đi quay lại. Quay lại thì mình sẽ tập trung vô cái chi tiết kia nhiều hơn. Còn giới thiệu về chợ Thanh Phong thì mình vẫn giới thiệu một cách bình thường, nhưng mà không đi chuyên sâu về chợ Thanh Phong nhiều. Và đặc biệt là mình sẽ chú tâm lại giới thiệu về cái vấn đề lúc nãy mình đã quay để giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Dạ. Dạ, dạ. Thấy mặt chị à? Có hình chị mà. Ok, đây cũng là một trong những cái nhánh đường của chợ Thanh Phong. Sẽ đi một vòng quay một số chi tiết ở đây. Nhưng mà né ra sợ mấy con gà này, con vịt này nọ mà nó bị nhấp dưỡng, quay được cái đầu nó là ăn đủ luôn. Hoặc là con heo nữa các bạn. Giờ này chính sách của YouTube rất là khó. Quay nhầm cái đầu heo hoặc là quay nhầm cái đầu gà, đầu vịt gì thì rất là dễ bị lên đường. Rồi, thì bên kia là một nhánh của chợ Thanh Phong. Thì bên đây là một nhánh của chợ Thanh Phong. Các bạn nhớ đừng rời màn hình nhé. Những chi tiết hấp dẫn sẽ có ở phía trước, rất ngắn thôi các bạn. Mình đi lên trên kia sẽ có những chi tiết ở trên đó nhé. Bên đây thông thường những cái hình ảnh bên đây của chợ Thanh Phong, các bạn đa phần cái mép bên đây này mọi người này là về gia súc gia cầm. Có một số các gian hàng thì bán quần áo giày dép tí thôi, ít thôi, nó không giống những ngôi chợ khác. Ngôi chợ khác thì một bên thường là những cái tiệm quần áo di động như thế này này, rất là nhiều luôn. Chào anh. Cà chua bao nhiêu tiền ký anh? 13.000 ký hả? Đây là một trong những cái gọi là cái cửa hàng tiện lợi tới từng ngõ ngách của ngôi nhà luôn. Cái này có đi trong ngõ ngách bán không? À vậy hả? Ờ em quay chơi mà. Dạ được rồi. Ờ em cảm ơn nha. Tại đây có cái đầu vịt đang làm đầu vịt đây ở quá. Đây những cái nhà hàng trái cây. Đây chợ Thanh Phong thì khá vắng các bạn, Thanh Phong này khá vắng. Thì bởi vì nguyên nhân đơn giản là từ mấy ngày nay các bạn trời mưa đó. Trời ở Biên Hòa Đồng Nai mấy ngày mưa liên tục, mưa cả sáng cả đêm cả tối, nên bà con nhiều lúc còn tích trữ lương thực rồi, ta ngại đi chợ vào những cái ngày như thế này. Dù giờ nắng tí nhưng mà xíu nữa là các bạn không biết trời chợ mưa như thế nào, đùng 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 luôn mọi người ạ. Ok. Rồi hôm nay cái chi tiết rất là đặc biệt mình muốn giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn nằm ở đây. Ở đây thấy có một tiệm bán vé số tự chọn vịt lót. Mấy ngày nay thì nghe nói vịt lót trúng quá trời các bạn. Vô mình thử test một cái coi như thế nào. Ai biết đổi đời đúng không các bạn ha. Hình như cái này sổ 6:30. Em qua nghe bạn nào nói là chưa tới 6:30 chiều thì chưa biết ai giàu hơn ai. Ha ha. Thì hôm nay thôi vô đây thử cái coi. Bạn nào anh Ân Cao Nhân, phải gọi là anh Ân Cao Nhân. Ân Cao Nhân hả? Ân Cao Nhân. Ủa cái này chơi sao anh? Chiều nay chơi sao, lấy em tờ chiều nay đi. Chiều nay lấy 90 tỷ phải không? 93 tỷ phải không? Chiều nay bao nhiêu tỷ rồi? 93. Ủa đây là anh bắn trúng đấy hả? Có thiệt không? Ê, bắn trúng lâu rồi. Ủa? Thiệt luôn đó hả? Dạ mày, anh bắn cao nhất Đồng Nai mày. 112 tỷ các bạn ơi, trời ơi kinh khủng khiếp. 112 tỷ. Cái số này là số gì mà 112 tỷ là anh? Giải mega đợt năm đó, hồi đó chưa có mỗi mega à, mà bây giờ giải cao nhất là giải power rồi. Chờ tí cái vụ này hay à, để em gắn danh cái mic ha. Đây mọi người thấy này, ở đây có một cái bạn vô tình vô đây, mình đi chợ Thanh Phong vô tình vô đây mình thấy đang tính mua cái số mọi người. Mấy bữa nay thì có người trúng quá trời, đi vô đây thấy các bạn 112 tỷ. Đúng rồi, 112 tỷ, giả man thiệt. 112 tỷ mà tính ra là trừ thuế niết này nọ mà 10% em đúng quy định thì 10%. Thì tính
là 11 tỷ mấy ha, 11 tỷ mấy đúng không? Tầm 4 triệu đô đi. 4 triệu đô à, nó tính ra lãnh được phần thưởng khoảng 4 triệu đô các bạn. Nhưng mà cái bán vé là người ta mua như thế nào, anh kể lại giúp cái em nữa. Cái này là anh bán là có khách mua có một vé tự chọn thôi. À. Thì do mua thì bình thường đấy, anh vé tự chọn thì anh mua anh bán thôi. Cái này tự chọn với là có chọn nữa hả? Có chọn đó, có mình được chọn nữa hả? Quyền lựa số. À. Như hôm nay là 655 là anh được quyền lựa 6 con số từ 1 đến 55. Mà 655 là cái gì anh? 655 là giải Power của God, một trong những trò chơi của God em. Power hả? 357 với 246 có riêng khác nữa hả? Có chứ, cái 4 số chủ nhật. Nhưng mà cái số anh trúng này là Mega, Mega là trò chơi là Mega 645. 645. À. Hồi đó là chưa có Power, có bỏ Mega thôi. Là sổ 246 đó hả? 4 số chủ nhật em. Thứ 4 6 chủ nhật hả? Mega. Thấy mình đi ngang đây thấy rất là nhiều cô chú anh chị vào đây mua số à, nên tính vô mua các bạn. Tại hôm bữa giờ nghe trên mạng thấy mấy anh chị chúng xấu quá trời chúng à, là cái vụ hôm bữa vừa rồi là chúng mười mấy tỷ á phải không? 14 tỷ là Tân ở Nhân Trạch Đồng Nai mình đó. À Nhân Trạch hả? Ảnh mua 200 triệu đó, 4 vé 315 đó, chúng được 13 tỷ mấy. Ủa là có vụ mua bao mua biết gì này nọ chú. Nhưng mà anh kể lại cho em cái số của anh chúng hôm bữa là chúng như thế nào được không? Kể đầu đô quý hả? Ờ. Rồi anh cái số anh chúng á, cái số hôm bữa anh bán chúng như thế nào anh có thể kể lại giúp em nghe được không? Bình thường thôi thì vé đầu tiên này nó cũng có một cái kỷ niệm. Dạ. Thì này là cái ông đó ông vô ông mua thì ông cho là bán cho ông cái vé tự chọn thì anh nên tự chọn thôi bình thường tại ông đâu có lựa số. À. Ông bỏ bịch rồi, ông trả tiền 10.000 rồi. À. Nhưng mà ông ra thì ra tới đây thì ra ngoài ông định đi về thì ông lại đập trời mưa. À, có nghĩa là ông trả tiền anh rồi. Trả tiền là hoàn thành giao dịch rồi. À. Không? Xong rồi bắt đầu cái ông ra tới đây ông đứng trời mưa. Trời mưa hay là ông mới đứng ông đợi chú mưa cái ông rút ra tờ vé. Ra ông rồi. À. Ông coi cái ông ổng chê. Chê ông nói mày đưa tao số vậy sao chứ. À. Ông đọc lên luôn. À. 10 19 33 34 35 45. Là cái dãy số ở trong à, đây đúng không? À. Anh cho em coi cái bảng đó được không? Đây. Đây là cái dãy số này. 10 19 33 34 35 45. Đó. À. Xong rồi cái ông trả lại ông kêu là Mega là phải ra hàng không hay ra không đầu không đầu với đâu ra sảnh rồi này nọ gì đó. À. Để nó ờ thì thôi chú lựa số nào chú lựa. Dạ. In tờ khác ra đưa vào thì ông cập về tờ khác. À còn à. Cái số đó thì sao? Còn cái tờ trả lại anh. Đang nằm trong bịch vậy. À. Thì một cái ông đó ông chú mưa. À. Ông chú mưa ông đứng hay ông đúng vô, ngay cửa tiệm anh luôn vậy hả? Ừ. À. À. Ông chú mưa ông đứng bên này, ông kia trả vé đứng bên này. Là ông đứng bên đây. À. Ông kia đứng bên đây. Còn ông kia ông đứng chú mưa đứng bên đây. Đứng bên này cái ông vô cái mua. À. Ông dùng coi lấy chúng tờ là này rồi xong giờ chúng à lúc đúng một tờ một mà ông đó là đi chỉ chú mưa thôi đúng không? Không vô mục đích là không mua đâu đúng không? Đúng rồi, nhưng chú mưa là bắt đầu thấy chú mưa là chắc là mua ủng hộ. À kiểu vậy. Wow. Có nghĩa là ông chú mưa ông đứng đây nè mọi người nè, đứng cạnh cái bàn thuốc này nè, đó. Có một ông chú mưa thì cái ông kia thì ông ở đâu? Ông mà đầu tiên á thì là, bây giờ là không thấy ông mua nữa rồi, nhưng mà ông ở chợ Tân Tiến á, ông bán mì chợ Tân Tiến, bán mì không. À có nghĩa là bán bánh mì không ở chợ Tân Tiến. Rồi. Thì ông thường xuyên vô đây ông mua qua không? Mà mắc cười cái là cái dãy số này nha, hồi đầu ông chơi. À. Sau khi cái dãy số này trúng à. Thì ổng lại ra ổng mua cái dãy số này ổng nuôi hơn cả năm trời không trúng được không trúng 4 con à trúng 4 con là trúng 4 con 4 con thì được bao nhiêu tiền 300.000 à 4 con là được 300.000 à có nghĩa là thằng tài không độ đúng không không phải cái đưa ổng rồi mà ổng từ chối nhưng mà bữa sau này ổng cũng có trúng mà có nghĩa là tiền bỏ 4 triệu đô la vô trong túi rồi mà mang lại trao cho ông đứng chú mưa bên đây à thật sự các bạn thấy cuộc sống mỗi người nó có một cái gì đó một cái đức tin một cái gì đó nó kỳ lạ lắm các bạn ạ đó theo anh này anh kể thì có một chú nào đó chú bán bánh mì rồi vô mua rồi thì mà ra đây đứng chú mưa hả ra ngoài đứng cái cửa đứng chú mưa hả? Ví dụ như bây giờ là em mua vé xong à cái em bình thường ví dụ như là Vietlott nó có hai phương pháp chơi một là em để cho máy nó chọn à hai là em có quyền em tự lựa cái dãy số của em thích à thì khi mà em vô thì cái ông đó là không có số mà ông thích à. Ông vô ông mua máy chọn thì để cho máy nó chọn thôi à. Nhưng mà khi mà đã hoàn thành giao dịch rồi trả tiền rồi à. Trao vé rồi vé cầm trên tay nhét túi là đi ra thì lại chơi lại mưa à, chơi lại mưa thì ông không đi rồi thì ông lúc đó mới móc trong túi ông ra tờ vé ông coi ông đứng trong chú mưa ông mới coi rồi ông coi thì ông mới chê cái số đó là số xấu
À, có nghĩa là chê cái tờ đó là tờ xấu. À, mang tờ trả xấu lại. Sao ra? À đó. À. Giờ mới trả thì vẫn còn đang nằm trong cái bịch ni lông. Vẫn còn trong bịch ni lông hoài. Cái ông này anh vẫn đang để bịch như vậy thì anh đổ tờ khác cho ổng tờ cái ông dây tới gì này nên chỉ vậy anh trả thôi, anh bán thôi. Dạ dạ dạ. Có nghĩa là bộ 100 cho 4 triệu đô la đi, cứ nói là gần 4 triệu đô, hơn 4 triệu đô. Đó. Hơn 4 triệu đô la bỏ trong túi xong là mang lại trao cho cái ông bên kia. À, có nghĩa là mỗi người có một cái số mệnh nhất định nha các bạn nha, muốn bỏ tiền vô túi cũng rất là khó, tiền cầm trong tay mà khó nha. Mà sao có 10.000 ha, hình như là 10.000 một tờ đúng không? Cho nên là anh mới nói ổng là bây giờ chú nghỉ đi. Thì không không cái có 10.000 thay chứ không phải lấy tờ khác. À. Thằng này chú trả lại, trả thôi. Ờ, đặc biệt mà các bạn nào mà coi xong video này đảm bảo không bạn nào dám trả luôn, nó thật sự luôn. Nếu mà mua vịt lót hoặc mua cái này nọ là không bao giờ dám trả. Nếu mà khách mua thì nói luôn, một là lựa sẵn số. À. Đúng không? Đúng là số mình đã thích là mình chơi nguyên cái dãy số đó mình ra mình in. Đúng rồi. Hai là đã để cho máy chọn thì nó ra cho dù nhìn nó có xấu cỡ nào thì thôi cũng ráng mua đi. À. Hoặc là mua thêm tờ khác. Thì cái sự kiện của anh á, cái vấn đề của anh thì em nghe nói có báo chí gì xuống này nọ có không? Có Rải Đồng Nai rồi thì cóp cũng xuống cũng bây giờ coi dân chủ thì cóp như vẫn còn tin á. À vẫn có báo chí xuống hả? Mấy cái tờ báo hoặc là đài truyền hình Đồng Nai này nọ xuống có quay đúng không? Rồi bên thì cóp cũng xuống quay cũng đưa lên trang chủ thì cóp rồi này nọ đầy đủ. À. Các bạn thấy anh là người chứng kiến ông kia ông trao 4 triệu đô la cho ông khác đúng không? Bỏ 4 triệu đô la trong túi rồi trao lại cho người khác phải không? Rồi các tờ báo cũng xuống đây phỏng vấn nha các bạn nha. Chứ không phải là riêng mình bịa ra câu chuyện để nói phét mà hoặc là mình quảng cáo hoặc là PR gì cho Vietlott đâu nhá. Cái này là một trong những cái thực sự là một cái gì đó là nó vui thì cũng chẳng là phải vui với người này nhưng thực sự là buồn với người khác đó. Nhưng mà cái gì đó là một cái niềm tin đó, các bạn mua rồi bỏ trong túi mang ra trả xong mất luôn 4 triệu đô la, kinh khủng khiếp. Rồi vừa rồi thì kênh Trở Về TV đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn ngôi chợ Tân Phong nằm tại đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2 phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và một câu chuyện hết sức hy hữu nha các bạn nha. Đó. Tuy thì không biết là các bạn có tin không nhưng mình sẽ cố gắng làm sao mình chèn được những cái hình ảnh bên đài này, bên các báo xuống đây phỏng vấn cái anh bán hàng ở đây để cho các bạn xem coi như thế nào. Tuy nhiên thì mình nghĩ một điều là mỗi người có một số phận nhất định các bạn ạ. Đó. Thì người nào ông trời đã ban cho cái sự giàu có hay sự nghèo khó gì đó thì chắc chắn thì chúng ta sẽ phải trải qua trong đời đó. Các bạn thấy cái câu chuyện thực sự hy hữu đúng không ạ? Thì video kênh Trở Về TV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một lượt subscribe, like và chia sẻ video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo kênh Trở Về TV nha.